ít đúng rồi, ít. Nhóm học online của các em học sinh lớp 6A7, trường Trung học cơ sở Đắc Ơ đã lập được một tháng nay. Đều đặn vào mỗi khung giờ cố định, các thành viên trong nhóm sẽ vào đường link Google Meet do nhóm trưởng gửi cho các thành viên. Sau đó các em sẽ cùng nhau giải bài, hỏi đáp thắc mắc và cùng chia sẻ kiến thức. Nhóm có tất cả 14 thành viên. Tuy nhiên, các thành viên không chỉ ở tại xã Đắc Ơ, mà có em thì ở xã Bù Gia Mập, có em ở tận miền Trung xa xôi. Nhưng tất cả vẫn cùng kết nối với nhau hàng ngày theo lịch học nhóm đã thống nhất. Tất cả các thành viên cùng có chung mong muốn sẽ học tốt hơn khi tham gia vào nhóm. Hiện tại, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc các em học sinh chủ động chuyển sang hình thức học nhóm online thay vì học nhóm truyền thống như trước đây, không chỉ giúp các em vừa đảm bảo sức khỏe, vừa có thể đồng hành cùng bạn bè để giúp nhau tiến bộ. Với hình thức học trực tuyến như hiện nay, học sinh buộc phải ở nhà nhiều hơn và bị hạn chế tiếp xúc với bạn bè. Chính vì thế, học nhóm online sẽ là giải pháp cứu cánh của nhiều bậc cha mẹ, bởi vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa giúp các em củng cố lại kiến thức. Đồng thời, đây là dịp để các em trò chuyện cùng bạn bè, giải tỏa căng thẳng, giúp ổn định tâm lý trong mùa dịch.